người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và Cuộc Sống Ở Nhật. Hôm nay thì Quỳnh ăn một mâm đồ ăn vặt gồm 4 loại, đó là gà chiên KFC, rồi phô mai que, trứng lộn, và ở đây thì là Quỳnh có là mochi giọt nước nha. Bây giờ mời mọi người ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha. Quỳnh là lấy cho sang miếng sang đi sang. Wow, mình sẽ ăn cái này trước nha mọi người. À quên nữa, mình sẽ làm thêm một chén gì Quỳnh làm. Tương ớt để mà mình chấm cho nó đã nha mọi người. Đó, chấm cho nó đã nha mọi người. Rồi, sao kéo được chưa? Kéo dài không? Kéo dài cho mẹ xem coi, kéo dài, kéo phô mai dạ. Cắn mới trúng có cái đậu mà à. Bởi vậy á, nó chưa có ra được. Sao cắn được chưa? Cắn được chưa? Cắn phô mai dạ cho mẹ xem. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Chị. Coi sao? Ghê quá, ồn ào quá. Ăn. Ăn. Nó nóng dễ sợ mà. Ăn. Nó hơi hơi. Nó giờ không có kêu vậy. Không biết nữa, sao làm thử coi. Hôm nay mẹ kiếm kéo không có được nè. Kéo được chút xíu à. Kéo được chút xíu mà. Sao nó được chút chút mà. Nó được mà nó khoe mà. Rồi ăn. Nó nóng muốn lột da rồi mọi người. Bây giờ ở Nhật thì à, mùa này mùa mưa mà. À, mưa 2 tuần nha. Mà ở trong nhà nó hầm lắm rồi. Nó mưa á, cái nó lên cái hơi đất nữa à. Ở bên Việt Nam cũng vậy. Tới lúc mùa hè nó đang nóng, cái nó mưa xuống nó nghẽ hơi đất. Nếu mùa này dễ bệnh. Mua của cái hãng khác cho nên hãng này kéo không được. Đau lòng quá. Đó. Ăn tới phần này là tới xúc xích ngon, nóng á. Ăn gì ăn chứ Quỳnh ăn phô mai que rồi là ăn gà chiên á. Mình xá thích nhưng mà chúng cái món tủ nữa. Quỳnh cũng muốn làm món gì ăn á để cho nó dễ ăn mà. Không biết mọi người nghe tiếng không? Con mèo nó nhảy lên bàn rớt đổ mà. Nó phá dữ lắm mà. Hôm nay chắc là cũng hơn một năm rồi. Một năm hay hơn một năm mới mua được trúng vịt lộn nha mọi người. Ơi nóng. Pizza. Bây giờ chuyến bay bên Việt Nam á, bay qua Nhật cũng ít mà. Mấy bạn Việt Nam ở Nhật á, không có việc làm. Cái mấy bạn ít việc làm, mãi nhẹ mấy bạn hơi rộng á, cái mua vịt con vịt nuôi. Phối giống để ra chiến dịch cái mua cái máy ấp ấp mà. Bởi vì lâu lâu mới mua được vài chiếc hộp vịt lộn ăn. Mẹ cho sao cái đùi gà nè, nó giòn đụm luôn. Đùi gà, đùi gà. Trời ơi, cho nó đùi gà cánh đẩy mà. Nè, ăn khoai tây chiên đây nè, thấy nè. No. No. No luôn hả? Sao vậy? Mẹ cho mỏng ăn, ăn ăn đi. Sakuyakoski. Thích ăn xúc xích mà người. Giờ mình sẽ ăn đồ gà trước nha, là mình sẽ ăn tới hộp vịt lộn nha. Nó còn nóng mà. Cái lý do mà tại sao cái màu đậm hơn một cái hầm. Anh xã Quỳnh đi mua dùm Quỳnh. Thì về tính nhà. Ông đi mua tứ phương tám hướng.
về đến nhà cái nó bị mềm á, Quỳnh bỏ vô nồi chiên không dầu, Quỳnh chiên lại. Để cho nó hơi hơi ấm ấm, ướp giờ nó giòn, mình ăn nó mới kích hơn. Cái vị gà chiên mà trong cái phần thịt nó không biết người ta, chắc người ta ướp chung với muối trước hay sao á, cho nên ăn cái phần thịt của nó hơi hơi mặn mặn. Ăn cái gù lẳng nó ngon mà. Trúng phần xương quá. Ngon sao nhiều nhiều nha. Ok. Ở đây có hai cái đùi, sao ăn một cái cho mẹ đi, sao ăn một cái nữa nè. Vậy mẹ chừa cái đùi cho sao nha. Ok. Ok. Chờ cái đùi. Cái đùi, cái đùi tỏi. Cái đùi tỏi. Cái đùi tỏi gà đó. Cái đùi tỏi gà. Ok. Rồi sang đùi tỏi gà đi. Ai ăn thử cho cô chú xem. Có giòn không? Ngon không? Đó, cái đùi tỏi ngon quá. Đó, mẹ nói đúng không? Bây giờ mình sẽ ăn qua tới cái phần cắm nha mẹ. Chấm phần cắm vô. Cái phần gà còn đang ngon lắm. Nó giòn ghê. Bởi vậy mình nói ở nhà mà nó có cái nồi chiên không dầu tiện mà. Cái nồi chiên đó mình mua rẻ mà. Cái nồi chiên đó có một mai. Lúc trước chưa giảm giá một mai nha. Một mai mấy vậy đó. Khoảng 2 triệu tiền Việt Nam. Làm món gì cũng được. Nhanh nữa. Nó đã. Ngon không? Quỳnh làm mâm đồ ăn lên mà. Mà sao nó ăn được chung với Quỳnh món gì được á. Quỳnh bận mà. Có nhiều bạn hỏi Quỳnh không biết Quỳnh làm YouTube tới khi nào. Bây giờ còn người coi Quỳnh còn làm, nhưng mà còn một người coi Quỳnh vẫn làm. Chứ để tới đâu hay tới đó nữa. Xa nó mốt nó càng lớn. Thì có lẽ là chỉ có mình Quỳnh thôi. Mình mua gà tép xê dễ á, về đến nhà mình ăn liền ngon nữa. Bởi vì á, người ta chiên bằng dầu, bây giờ mình ăn liền, còn Quỳnh chiên lại á, nó giòn thiệt nhưng mà nó hơi bị khô. Ở đây á, người ta có cho Quỳnh cái chén này mà, nó giống như là rau củ, người ta trộn chung với mayonnaise. Nó là bắp cải với cà rốt cắt sợi nha. Cho nó ăn nó hơi giòn giòn, nó ăn cũng được.
ăn nha, ăn cho đỡ ngán. Cái đùi gà kêu bằng đùi tỏi, cái đùi của sa kêu bằng gì sa? Đùi gì? Cái đùi tỏi cái này. Quỳnh thương nó, mỗi lần mà Quỳnh rờ cái chân nó mà là bắt đầu Quỳnh hung cái chân đó, là nó hỏi tại sao hung chân, cái Quỳnh nói là Quỳnh thích cái đùi tỏi nha. Cái bây giờ nó tự đặt cho cái chân của nó là cái đùi tỏi mà. Bắt đầu ăn tới trứng lộn, trứng vịt lộn. Hôm nay mua được trứng vịt lộn mừng quá mọi người ơi. Sau bao nhiêu năm mà thèm quá rồi. Để Quỳnh cho nó ăn thử coi. Còn nó có ăn trứng không nha mọi người. Thật sự thì ăn mấy cái trứng này nó tốt cho nó tốt cho sức khỏe nha. Cái mề nó hơi bị bự mà đập nó không bể luôn. Cái mề nó hơi bự mà ơi. Đây, rồi mẹ lột đây nè. Cái mề nó hơi bự, nướng nó chảy quá trời luôn. Quá ngon. Quỳnh muốn món này về ăn, muốn thử thách cho ông Mộc ăn thử mà. Ông sợ cũng không dám đụng đến luôn mấy người. Nè sao hấp thử coi. Hấp thử coi. Trời ơi, nãy mới nói ok giờ nó không chịu mà. Trời ơi. Nó ngọt mọi người ơi. Nó mùi mùi bớt rồi đó. Sao không? Ăn thử không? Tất nhiên rồi, mama nè nè. Trời ơi. Cái miếng mề này mọi người, nó bự khủng khiếp. Có nhiều người thích ăn mề, nhưng mà người Quỳnh thích ăn mề mề nhỏ nhỏ thôi. Ăn cái mề á, đại loại như là mình ăn tỏi đổ mồ hôi hộp, ăn cái sụn mà hết nguyên trứng mà. Sao làm gì sao? Xem đây là tôi đâu có đào. Nó ngồi xuống xong bắt đầu nó nói á. Cô chú hãy bấm đăng ký. Nó coi bớt bớt nóng mà không cần cái liệu cũng được, nó coi YouTube đó mà cái bây giờ nó thuộc luôn. Nó thuộc luôn ha. Để lên trên đây cho để vợ dễ gỡ nha mọi người. Không biết hôm nay ăn được mấy trứng nha, tại vì hôm nay mình ăn tùm lum tùm la hết. Hấp thử miếng nước này sao. Trời trứng lộn ngon quá mọi người. Quá ngon trứng lộn luôn. Trứng vịt lộn chứ. Ngon quá. Sang chút xíu trứng vịt lộn mẹ đi sang. Sang chút xíu mochi nha, ăn xíu mochi không? Mochi cái này. Mochi lẻ này nè. Không chịu ăn luôn mọi người. Có mùi chi cũng không ăn. Vậy ăn thêm miếng gà nữa đi.
Ok. Ăn thêm miếng gà nữa không? Có nani. Gà là tori nè. Ừ, ăn không? Ừ. Ăn không miếng nữa nha. Ok, một miếng nữa. Cái miếng này giòn à. Ăn miếng nữa đi. Dụ nó ăn. Mà nó cũng không ăn à. You know, ăn rồi không có ăn. Ừ. Cái trứng này được cái mềm nhỏ nhỏ mà. Mama, một cái sô đê cô đê cô. Cái nào? Cái này? Cái sô. Ok. Arigato. Ừ. Trời. Ta chẳng đề cơ tô lực của sư tình nhé. Cảm ơn sao nhé, đi cái tờ. Cảm ơn mẹ sao mà quay qua nói cô chú bấm đăng ký nữa hả? Cô chú biết rồi. Hôm nay biết làm YouTube dữ lắm nha mọi người. Dễ sợ nó ghê nha. Sao nói tiếng Việt đi. Mẹ chỉ sao đó ngày nào mẹ cũng nói hết trơn á. Mà sao sao không nói. Nói tiếng Việt đi chứ mày nói tiếng Nhật sao cô chú hiểu? Hả? Cô chú bấm đăng ký. Cô chú bấm đăng ký đi. Kênh của mẹ. Kênh của mẹ. Ừ, channel của mẹ. Cái cô chú cơ mà. Bấm đăng ký. Thấy không? Cô chú cơ mà là gì? Bấm đăng ký. Bấm đăng ký. Đúng rồi. Cô chú cầu là gì? Mẹ mới dạy sao xong đó sao hỏi hoài à. Cô chú cầu là bấm đăng ký sao lại bấm đăng ký. Đúng rồi. Trời ơi. Bấm đăng ký sao lại bấm đăng ký. Dạ. Ăn ba trứng nò đó mọi người. Ăn ba trứng mà được có một con nhỏ à. Được một cái mềm, mềm nhỏ. Cái này con miệng ngon rồi mà. Mình để cái này qua đây cho mọi người dễ thấy nha. Rồi ở đây là nước đường nha mọi người, nước đường. Cho nước đường lên trước nè, đó. Để mình qua đây cái đúng không? Nước đường. Nước đường này thì người ta bằng làm bằng đường bột mía. Còn ở đây á mọi người được gọi là cái bột đậu nành nha. Cái bột đậu nành thì bên Việt Nam Quỳnh cũng thấy mọi người cũng có sử dụng á, làm trong những cái món thôi xa được rồi, làm trong những cái món giống như là bánh gì ta, bánh gì quên tên mất tiêu ta, bánh gì mà có tôm á mọi người, à bánh cống hoặc là bánh gì mà đúc bằng cái vá đó mọi người. À, bánh giá chợ gồng là cũng thường hay bỏ cái bột đậu nành chung với mấy cái bột kia bỏ vô cho nó béo á. Rồi còn nó dính mọi người. Nó dính cả không ra luôn. Trời ơi nó dính kìa. Rồi quá wow. Không dính lên cái nào giờ trời. Trời ơi nó đứt hết. Trời ơi. Mama con sao? Tôi sao? Nó như con mochi. Ừ. Cái bột mochi này á, người ta làm bằng bột wakashi mochi á, cho nên á cái màu của nó ra nó trong mọi người, và ăn nó mát mát lạnh lạnh ăn thích lắm. Cái gì sao nói
Sao có ăn không? Có một cái mút kìa. Không ăn nữa hay sao? Ăn này với mẹ. Trời ơi, nó ăn có nửa cây rồi mọi người. Thằng này không ăn có nửa cây mà. Ăn với này với mẹ đi. Không ăn. Uống nước rồi, uống nước rồi. Ngồi xuống uống nước đàng hoàng. Không, mình ăn kích lắm rồi. Nó thơm cả một bột mùa, bột đậu nành. Mà nó béo nha. Ở Nhật người ta thích mấy cái đậu nành hoặc là trà xanh này kia mọi người. Nó ngon, nó mát vậy phải không? Ăn mấy cái món này cũng ăn từ từ nha mọi người. Nó cũng dễ bị mất nghẹn. Nó cũng đại loại như giống như là mình ăn mấy cái loại thịt đó. Đã quá. Sang với mẹ đi sao? Uống nước nữa không? No. Mẹ gần sắp xong rồi thôi, sao ngồi sao đợi mẹ đi rồi mình máy bay luôn, ngồi xuống. Ngon quá rồi mọi người. Thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Sang ngồi xuống. Trời ơi, nó mặc áo lụng. Nó mặc áo lụng nãy giờ mọi người có thấy không? Nó gặm đó mọi người, nó gặm từ ở trên cho xuống ở dưới luôn đó. Lột ra cho cô chú thấy. Con nhà nghèo quá đâu. Thôi ngồi xuống. Thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh đó, mọi người hãy bấm đăng ký lại sẽ ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye. Yeah 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 yeah. Bye bye. Yeah 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 yeah. Bye bye. Yeah 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 yeah. Bye bye. Ở Nhật nhưng mà vẫn mặc áo rách bình thường nha mọi người. Trời ơi, lột đang lột đang lột đang lột đang lột đang lột. Ê ơi, lột làm chi cho cô chú thấy áo rách cho miên hả?